Ninja Comic, dạng bát mặt thứ tư kết hợp giữa những trang truyện cũng như khả năng nhẫn thuật từ ninja để tạo những combo ninjutsu cực kỳ ảo ma. Tạo hình của ninja là phần màu tím chi tiết áo vải lưới từ những ninja với gương mặt hình dạng shuriken, cũng như phần còn lại là từ comic và những trang truyện trên thân của anh ấy. Tạo hình của Form có vẻ như rất ánh sáng và bóng tối. Form này cũng giống như Hot Gatling, cũng không thể hiện quá nhiều sức mạnh, nhưng khi cầm vào vũ khí của mình For Kuma In Bottle, anh mới thật sự kích hoạt những khả năng của nhẫn giả. Với mỗi lần nhấn vào cò của thanh kiếm, nó sẽ kích hoạt một nhẫn thuật của anh. Với nhẫn thuật anh ấy thường hay sử dụng là tạo ra phân thân với những ký tự cosmic được tạo ra khi mà những phân thân này được kích hoạt, cũng như những đòn tấn công bằng nguyên tố với hai thuộc tính nguyên tố anh ấy hay sử dụng là lửa cùng với cuồng phong. Cuồng phong thì chỉ tạo ra những nhát chém bằng gió và hất tung kẻ thù, nhưng lửa thì khá nhiều biến thể bao trùm bản thân mình bằng sức mạnh của lửa kết hợp cùng phân thân, hoặc là tấn công bằng thanh gươm lửa hay là kho lửa từ chính thanh kiếm của mình. Khi nhấn 4 lần, anh sẽ sử dụng nhẫn thuật lẫn trốn, tạo ra bơm khói và dịch chuyển một khoảng cách để thoát khỏi kẻ thù. Đường tất sát Ninin Cosmic, anh sẽ kết hợp nhiều nhẫn thuật lại với nhau, tạo ra phân thân và bao trùm chúng bằng lửa, sau đó ra hàng loạt nhát chém để dứt điểm kẻ thù.